Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn đã biểu dương và khen thưởng đột xuất số tiền 20 triệu đồng cho lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng thành phố với thành tích phá thành công chuyên án DN422 về đấu tranh triệt phá đường dây mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ gần 2 kg ma túy. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn cho rằng, trước tình hình diễn biến phức tạp của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, thời gian qua Bộ đội Biên phòng thành phố đã triệt phá nhiều đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Thành công của chuyên án đã góp phần thực hiện đề án 4A của Thành ủy Đà Nẵng. Vào ngày 21 tháng 4, tại tổ 33 phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì phối hợp lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1997, trú tại tổ 9 phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng thành phố đã thu giữ trong người đối tượng Thanh 100 viên ma túy tổng hợp. Tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ của Nguyễn Văn Thanh, lực lượng đánh án phát hiện thu giữ thêm nhiều gói ma túy tổng hợp có trọng lượng gần 2 kg.